tháng 3 là xong rồi đúng không? Ngày mai là 1.450.000, đến ngày 15 á là đưa 1.000.000 là cho hết cái lãi trước tháng 3. Cuối tháng 3 sẽ đưa cho em cái lãi của tháng 3 là 700. Đó. Nếu mà đưa 10 triệu nữa là hết sạch đúng không? Còn nếu mà sang tháng 4 thì là 2.100.000 đó đúng không? 2.100.000 rồi. 700 tiền lãi. 700 tiền lãi là 2.8. 2.8 10 triệu là 2.8 tất cả. Thế chưa? Cái chi phí thì tính của cái kia rồi đúng không? Chốt hạ là tháng 4 nha. Rồi. Anh đi nha. Không có cái chuyện mà logo sang tháng 5 nha.